Anh cứ bơm từ từ thôi, bơm nhẹ tay thì nó bơm từ từ vào đó. Thì bơm ấy, thì vị trí van anh để vị trí khoảng cái này là 3 giờ đúng không? 3 giờ hoặc là 4 giờ thì nó sẽ dễ, khi vào keo tiêu hóa nó sẽ tròn rồi đó. Đừng có để dưới đây bơm thì nó sẽ thoát. Anh nhớ là bóp hơi nhẹ nhẹ vào từ từ, kiểu nó cái bình cái hộp mà nó nở quá nó nứt nó bể đó. Nó xịt keo ra ngoài. Em mình cứ bóp để nó chạy chạy luôn vẫn sẽ làm được. Rất là nhanh. Cái nắp này nó vặn rất là tốt khi mà những cái lớp mà anh nhả ra, còn nếu như mà anh nó ra ngoài để phía ngoài mà họ đã sử dụng cái cây chế của họ mà vặn thì cái nắp này nó vặn không ra, tại vì khi mà họ vặn là cái cây mà họ chế lại vặn rất là chặt. Những cái van cái tiền mà từ nhà máy họ đi ra ngoài cho mình thì phải vặn bằng cái nắp này rất là mạnh. Bơm lên xí cho nó đẩy lên luôn. Xe của em à, kiếm dạng vô luôn đi. Hôm nay nó dễ bị gãy cái vào đó.